À, có bạn hỏi, con bạch Thầy, con muốn hỏi câu 1. Trong giới luật thì cấm ăn mặn và hầu hết là ăn chay. Ăn chay từ tâm, nhưng sao vẫn phải làm giả đồ chay thành giò, chả chay, thịt gà chay? Tại sao phải làm giả các hình hài con vật khi mình không muốn giết hại chúng ạ? À, cái này thì bạn phải đi hỏi các nhà làm đồ chay. Tại vì sao họ lại làm như vậy? Vì sao họ lại làm như vậy? Chúng ta biết là cái tâm thức của con người của chúng ta nó vi tế đến mức độ nào. Những người xuất gia và những người Phật tử tại gia phát nguyện ăn chay rồi. Nhưng mà đấy là mới chỉ phát nguyện ăn chay và thậm chí ăn chay trường rồi. Cái hình thức á, bên ngoài đã bỏ được. Nhưng có những trường hợp ăn chay trường rồi nhưng mà nhìn thấy thịt cá vẫn còn khởi cái tâm gì? Tâm thèm. Có người vẫn khởi cái tâm là thèm. Nhìn thấy, ngửi thấy cái mùi quen thuộc mà ngày xưa mình chưa ăn chay. Thấy cái mùi cá rán hay thịt kho tàu ở dưới bếp vân vân chẳng hạn. Vẫn gì? Nước miếng ở trong. Trong miệng nó vẫn gì? Vẫn trào ra và vẫn nghĩ về ngày xưa mình ăn cái đồ đó ngon thế. Ngon thế vân vân. Vẫn có người nghĩ như vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Đó là cái người làm ra đồ chay á. Họ muốn gì? Muốn kinh doanh, họ muốn bán được những cái sản phẩm của họ. Mà cái người ăn chay bây giờ, xin thưa các bạn, không phải là những người tu, những người xuất gia mới ăn chay. Mà bây giờ phần lớn, các bạn đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Ở Hà Nội chúng ta thì bây giờ lớp trẻ bắt đầu ăn chay rất nhiều. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để giữ dáng, ăn chay để gì? Sợ béo mập, béo ú lên. Ấy. Đặc biệt là gì? Các chị em phụ nữ. Hôm nay là hết ngày 20 tháng 11, hôm nay nói xấu thoải mái, đúng không? Hôm qua là ngày chị em phụ nữ cho nên không được nói xấu mà chỉ được nói tốt thôi. Thì hôm nay thì cái gì xấu của chị em có thể nói ra để cho chị em gì sửa được, đúng không? Nhiều người bây giờ ở thành phố chúng ta, các bạn không tin thầy cứ vào ngày ngày mùng 1, ngày rằm và kể cả những cái ngày bình thường. Đi ra một vài con phố mà có quán chay mà xem lớp trẻ ở Hà Nội chúng ta vào ăn chay rất nhiều. Các bạn sinh viên cũng vào ăn chay rất là nhiều. Ăn chay đắt hơn ăn mặn đấy các bạn ạ. Các bạn vào quán chay gì? Ăn chay, ví dụ gọi một cái mâm cơm chay khoảng 5 người chắc chắn phải hết khoảng độ tầm 5-700 ngàn đến 1 triệu đồng. Đó. Thế chỉ có rau dưa rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn vào một cái quán mặn nó gọi một cái mâm cơm 5 người 1 triệu đồng các bạn ăn gì? Ăn không hết. Đầy những thứ ngon ăn không hết. Đó. Cho nên ăn chay á, bây giờ ở Hà Nội chúng ta lại biến thành những cái, một số các quán chay lại biến thành một cái quán để dành cho các tầng lớp thượng lưu, tầng lớp có tiền. Đó. Thế còn trong miền Nam họ ăn chay rất bình dân. Ăn chay bình dân. 10.000, 15.000 một suất cơm, 20.000 một suất cơm ăn rất bình thường giống như cơm sinh viên chúng ta. Nhưng mà ăn vẫn đủ no, vẫn đủ chất. Đủ no, đủ chất. Thầy vào trong miền Nam thấy là các bạn trẻ, và những người đi làm phụ ở ngoài đường đó, đi làm thuê đó, đi dọn, đi quét rác hay đi làm vân vân tất cả những công việc, thậm chí thợ phụ xây rồi các thứ đó, họ vẫn vào quán ăn chay bình thường. Thì quán ăn chay trong kia rất rẻ, 10 đến 15 đến 20.000 là cùng thôi, mà ăn no, ăn thoải mái luôn, đầy đủ các chất dinh dưỡng như rau dưa củ quả. Còn bây giờ chúng ta thấy vì là xuất phát từ cái nhiều người ở ngoài đời họ không phải là Phật tử, cũng không phải là Tăng Ni. Họ cũng gì? Cũng ăn chay để giữ dáng. Nhưng mà vì là họ ăn chay giữ dáng như vậy cho nên họ vẫn nhớ, ăn nhưng mà họ vẫn nhớ đến gì? Những cái thứ thường ngày họ dùng như là thịt này, là cá này, là giò này, là chả này, là các thứ vân vân và vân vân này. Đó. Cho nên những người làm cái đồ chay họ bán. Đương nhiên là cái người kinh doanh, kể cả người làm đồ chay họ bán cũng gọi là kinh gì? Cũng là kinh doanh. Mà kinh doanh mà họ không bán được hàng, các bạn biết họ có tồn tại được không? Có tồn tại không? Không thể tồn tại. Không thể tồn tại. Cho nên vì muốn tồn tại cho nên họ phải bắt được cái gì? Cái nhu cầu, cái thị hiếu của người tiêu dùng, đó là như gì? Những khách hàng ăn chay. Đó. Thế bây giờ các bạn thấy ví dụ như là các thầy
Những cái đồ chay mà làm lên thành hình con này, con nọ, con kia, lâu lắm rồi thầy không có ăn cái đồ đó. Thậm chí là nhà có cỗ thì các sư hay là khách vẫn cứ làm, nhưng mà bưng lên thì thầy gần như thầy không có ăn, không có ăn cái đồ đó. Như thành hình ấy, ví dụ hình con cá này, hay là hình con gà này, hay là hình con tôm này, lâu lắm rồi thầy không ăn cái đồ đó. Ngày xưa đi học á, thì không để ý lắm thì vẫn ăn, nhưng bây giờ thì không ăn cái đồ đó nữa, chỉ ăn rau là chính thôi. Ăn rau và ăn những cái đồ sơ chế do các sư và các Phật tử ở trong chùa tự làm là chính. Những cái đồ đó có bê lên thì bê cho nó đẹp mâm, đẹp mắt thôi. Vì mọi người làm lên thì mình chẳng nhẽ lại bảo họ mang đi, đặc biệt là có khách nữa. Thế còn ở đây đấy, chúng ta thấy tất cả những cái hình dáng ấy, Hòa Thượng Tịnh Không ấy, Ngài là Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ấy, Ngài cũng lên án và Ngài cũng nói với các những người làm đồ chay và những vị tăng ni á, nên bỏ những cái hình thù của con vật đấy đi. Ví dụ như làm đồ chay theo hình con cá này, con tôm này, con gà này, thậm chí là cả con lợn luôn. Đã. Có những người làm đồ chay theo cả cái hình con lợn nó khoảng được 5 cân, 10 cân đó luôn. Xong về bắt đầu là các vị cứ ra cái hàng quán cơm chay, cái hàng chay ở hàng Minh Đức ở chỗ ngã tư Sở á, và mua một con lợn chay khoảng độ 30 cân có ngay, 20 cân, 10 cân có ngay. Với nhà nào làm cỗ mà, nhà nào làm cái chùa nào hoặc gia đình nào làm cỗ, mua cả một con lợn chay đó về dâng cúng, cúng xong để làm cỗ có ngay, 20-30 cân có ngay. Đặc biệt là tầm 5-10 cân thì gọi lúc nào cũng có, 20-30 cân có thể phải đặt 1-2 hôm họ làm chưa. Thầy nghĩ rằng không nên như thế, không nên như thế. Và ở chùa của thầy đây thì dần dần đang dần dần bảo các sư là mình cứ phải làm lấy, mình làm lấy thì là tốt nhất. Những cái đồ ăn chay trong chùa mình làm lấy là tốt nhất. À, tất nhiên không phải là cái gì mình cũng chế biến được. Ví dụ như là những cái giò bằng nấm hay cái gì gì đó thì mình có thể chế biến được. Những cái giò chay mà họ làm, họ bán bình thường đấy, chỉ có bao giờ chùa có làm cỗ bàn gì, những nhà họ đặt cỗ thì mới họ làm cỗ. Chẳng nhẽ lại cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau nộm lên thì nó không gọi là họ làm cỗ nữa. Vì họ nhờ mình là đặt làm một mâm cỗ hoặc là vài mâm cỗ để cúng gia tiên, cúng Phật, cúng gia tiên của họ. Thì mình cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm nộm, cứ như thế họ bảo là mình gì? Mình bớt tiền của họ để xây chùa, hay bớt tiền của họ để nuôi các sư, hay là bớt tiền của họ để làm cái việc khác, chứ không đem làm cái mâm cỗ cho họ. Thì cái này nó rất khó các bạn, nó rất khó. Cho nên ở đây thì bạn hỏi cái câu này thì quả thật là bây giờ chúng ta thấy nó đang có một cái vấn nạn ấy. Những người làm đồ chay và những người ăn chay, đại đa số bây giờ là gì? Muốn làm theo cái hình thù của cái con vật bình thường như thế gian, như con gà, con lợn, con cá, con tôm, con cua, thậm chí làm gì đồ chay bằng cả những con ốc, con ếch, vân vân nữa, đủ thứ luôn. Chắc là những cái người mà làm cái đồ chay họ không muốn hại não, không muốn suy nghĩ nữa để ra một cái món ăn mới mà họ làm nó khác đi. Quen với cái khẩu khiếu, quen với cái gì? Cái cách ẩm thực của thế gian rồi, cho nên họ cứ thế họ làm. Thôi thì cái này thì chúng ta thấy, chúng ta có nói đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bởi vì nó ăn sâu vào cái gì? Cái tiềm thức của người kinh doanh rồi. Người kinh doanh á, họ không kinh doanh được thì chắc chắn là không trụ được. Quan trọng nhất là chúng ta thấy mà chúng ta thì không ăn thì chúng ta không ăn cái đồ đó. Làm thành hình thù như con cá, con tôm đấy thì chúng ta không ăn. Kể cả là đồ chay chúng ta cũng không ăn. Thì đấy là cái này. Chúng ta không ăn thì có người khác ăn. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Tâm ta không ăn, miệng ta không ăn là được. Còn người khác ăn thì tùy duyên, thì ta cũng không đi nói xấu họ là tại sao ăn chay rồi vẫn thích ăn những cái đồ chay có hình cái con vật như thế vân vân. Nói như thế để chúng ta chuốc thêm cái phiền não vào lòng nữa thì cũng không nên. Cái việc chúng ta tu ấy, là tu cho mình chứ không phải tu cho người. Còn điều quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận nó và chúng ta thực hành nó như thế nào mà thôi.